sam vui, là giọt lệ xin ơn tha thứ những lầm lỗi qua bao ngày tháng xa ân tình. Tình Ngài luôn luôn chan chứa, gọi con đoan hứa mối tình quý chung trở về với Cha ân tình thiết tha. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ đêm đêm thao thức, mỏi mòn ngóng trông mong được thứ tha tội tình. Cuộc đời bao phen vấp ngã, tưởng rằng như đã mất tình Chúa yêu, nhưng nào có hay tay Ngài đỡ nâng. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ an vui trong Chúa, biết rằng Chúa luôn quên tội lỗi xưa thật rồi. Và Ngài yêu thương nên đã chịu mang thanh giá, nói lời khát khao cho tình vụt cao trên thập giá kia. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Kính chào anh chị em, chúng ta cùng lắng nghe và suy gẫm bài tin mừng của ngày thứ bảy tuần ba Phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Tại hội đường Capernaum, Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói: "Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi?" Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sòng xì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: "Điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư?"
Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-xu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp, vì thế Thầy đã bảo anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giê-xu hỏi nhóm 12, cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp, thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta tiếp tục nghe tin mừng của Thánh Gioan tường thuật về mặc khải bánh hằng sống của Chúa Giê-xu. Chúng ta nghe trong bài tin mừng, ngay cả những người đương thời của Chúa Giê-xu trong hàng của các môn đệ cũng có những người lấy làm khó chịu, khó hiểu và vấp ngã khi mà nghe Chúa nói, ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Khó hiểu và có nhiều người đã bỏ đi. Rồi tiếp theo đó, chúng ta thấy Chúa Giê-xu còn nói mạnh hơn và rõ hơn, thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống, ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống muôn đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Thật là những lời lạ lùng. Rồi Chúa Giê-xu tiếp tục ban những giáo huấn khác, và sau một thời gian im ắng thì trong bữa tiệc ly, chính Chúa Giê-xu đã thực hiện những lời huyền nhiệm này. Thưa anh chị em, Ngài đã cầm lấy bánh và Ngài nói, các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Rồi sau đó Ngài cầm chén rượu, Ngài nói, các con hãy cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúa nói, này là mình Thầy, này là chén máu Thầy. Mà Chúa là Thiên Chúa, là Đấng quyền năng phép tắc vô cùng. Chúa nói một cách rất nghiêm túc, cho nên chúng ta tin rằng đó là sự thật. Bánh đó đã trở thành mình của Chúa và rượu đó đã trở nên máu thánh của Chúa để cứu độ chúng ta, để nuôi sống chúng ta. Bởi vì Chúa quyền năng phép tắc vô cùng. Nếu một người trần gian hay một ai khác nói thì chúng ta không tin. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói thì chúng ta tin, bởi vì Chúa là Thiên Chúa. Chúa chân thật vô cùng, Chúa tốt lành vô cùng, mà Chúa quyền năng phép tắc vô cùng. Chúa muốn làm gì là Chúa làm nên theo thánh ý Chúa. Và vì yêu thương chúng ta vô cùng, cho nên Ngài đã làm một cái việc lạ lùng, là biến bánh rượu nên mình máu thánh của Ngài, để ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, để nuôi dưỡng chúng ta trên đường dương thế này, để cho chúng ta được kết hiệp với Chúa, được sức mạnh của Chúa, thần linh của Chúa thánh hóa chúng ta, biến đổi chúng ta từng ngày, để chúng ta nên đẹp lòng Chúa hơn, trở thành con cái của Thiên Chúa, nên chi thể của Ngài. Kính thưa anh chị em, Ngài đã nói, Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái. Chúa là cây nho, sức sống của Chúa ban cho chúng ta. Sức sống thần linh của Chúa ban cho chúng ta qua lời của Chúa, qua thánh thể của Chúa, để chúng ta được nuôi sống, được biến đổi, được lớn lên trong Chúa Thánh Thần. Kính thưa anh chị em, và nhiều người đã nghe lời đó không hiểu và bỏ đi. Cho nên Chúa nói, vì thế Thầy đã bảo anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Cho nên không phải là dễ dàng mà đón nhận lời của Chúa Giê-xu và tin vào lời của Ngài đâu. Phải có ơn của Thiên Chúa, ơn tác động của Thiên Chúa, tác động của Chúa Thánh Thần, ơn Thánh tác động bên trong
thì chúng ta mới có thể đến với Chúa Giêsu, mới có thể lắng nghe lời của Ngài, tin tưởng và yêu mến Ngài. Chúng ta là những người đón nhận đức tin, đã nhận biết Chúa Giêsu, đã tin tưởng và yêu mến Ngài. Chúng ta tin rằng đó là do ơn của Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta đó, ơn cứu độ của Thiên Chúa Cha đó, tác động một cách nhẹ nhàng để lôi kéo chúng ta, để cứu độ chúng ta. Ơn của Chúa tác động qua gia đình, qua môi trường, qua hội thánh, qua những người bạn, qua những biến cố. Ơn của Chúa tác động ngay trong tâm hồn chúng ta, ngay trong tâm trí của chúng ta, để chúng ta mở lòng ra, đón nhận đức tin, đón nhận Chúa Giêsu là con một của Ngài. Anh chị em biết câu chuyện con lừa của Thánh Anton. Thánh Anton chiến đấu chống lại bè rối Albiroi vào khoảng thế kỷ thứ 11-12. Lúc bây giờ bè rối Albiroi tàn phá nước Pháp, chối bỏ đức tin. Chính Thánh Đàm Mình cũng vất vả chiến đấu với bè rối này. Và trong một đêm kia, Đức Mẹ đã hiện ra dạy cho Thánh Đàm Mình phải kêu gọi các tín hữu lần hạt mân côi mới có thể đánh tan được cái bè rối này. Thì Thánh Anton, Ngài đã tranh luận, Ngài đã giảng dạy, Ngài đã cầu nguyện để chiến đấu chống lại cái bè rối này. Và một ngày kia, Ngài tranh luận với một nhóm bè rối. Sau khi tranh luận, thì cái đám đó nó không thể bắt bẻ được những cái lý chứng rõ ràng, khôn ngoan của Ngài. Thì cái ông trưởng nhóm mới đưa ra một cái thách thức. Tôi xin có một đề nghị. Chúng ta tranh luận với nhau không đi đến đâu. Bây giờ tôi có một đề nghị như thế này. Tôi có một con lừa. Tôi sẽ bỏ đói nó 3 ngày. Rồi tôi sẽ đem nó đến cái quảng trường Toulouse này. Ở nước Pháp, thành phố Toulouse. Rồi ông đem thân thể của ông ra, Ngài nói với Thánh Anton. Còn tôi đem một thùng lúa mạch ra. Đó. Nếu con lừa mà nó chạy đến thùng lúa mạch nó ăn, nó không đếm xỉa gì với thân thể, thì cái giáo huấn về thân thể của ông là không có đúng. Chúng tôi không có tin. Còn nếu nó không có ăn cái thùng lúa mạch mà nó quỳ xuống, nó thờ lại thân thể của ông, thì chúng tôi sẽ tin rằng Chúa Giêsu ngự trong phép thánh thể. Lúc bây giờ Thánh Anton cũng hơi bất ngờ, nhưng mà Ngài được ơn Chúa soi sáng, Ngài chấp nhận cái thách thức đó. Thế rồi đến cái ngày hẹn, dân chúng một bên là các tín hữu của Chúa, một bên là nhóm bè rối Albiroi đó, tập họp ở quảng trường thành phố Toulouse. Người ta dẫn con lừa tới đã bị bỏ đói 3 ngày. Và trong một cái nhà thờ gần đó, Thánh Anton đang dâng thánh lễ sốt sắng. Rồi Ngài kiểu mình Thánh Chúa đi ra. Rồi người ta cũng đem cái thùng lúa mạch tới gần con lừa. Lúc bây giờ Thánh Anton dương cao thân thể lên và Ngài nói: Nhân danh Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên ngươi và mặc dầu bất xứng, ta đang giữ Ngài trong tay ta. Ta truyền cho ngươi, hỡi con vật đáng thương, hãy mau lẹ đến quỳ gối thờ lại người. Phải làm cho các kẻ lạc giáo nhìn nhận rằng mọi thọ sinh đều phục tùng Thiên Chúa Đấng tạo hóa, mà vị linh mục công giáo được diễm phúc làm cho Ngài ngự xuống trên bàn thờ. Thì anh chị em biết sao không? Khi đó người ta đem cái thùng lúa mạch tới, lạ lùng thay, con lừa dù đã đói 3 ngày, nó không đếm xỉa gì đến thùng lúa mạch, mà nó từ từ nó tiến đến trước thánh thể, rồi nó quỳ hai chân trước xuống mà nó thờ lạy thánh thể. Mọi người sửng sốt. Các tín hữu vui mừng khôn xiết, còn nhóm lạc giáo thì kinh hoàng rung động. Trước phép lạ đó, thì ông trưởng nhóm lạc giáo giữ lời hứa, ông đã quyết định trở lại với Hội Thánh Công Giáo, trở lại với đức tin. Đó là phép lạ con lừa và thân thể của Thánh Anton. Kính thưa anh chị em, xin Mẹ Maria, Thánh cả Giuse chúc lành cho chúng ta, giúp chúng ta tin kính và yêu mến Chúa Giêsu thánh thể, siêng năng tham dự thánh lễ, rước lễ sốt sắng, để chúng ta được tràn đầy niềm vui, ánh sáng và sức sống phục sinh
để chúng ta làm chứng nhân cho Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành cho chúng ta, chữa lành cho chúng ta, hướng dẫn và an ủi chúng ta, gìn giữ chúng ta trên cuộc lữ thứ trần gian, trên cuộc lữ hành này. Amen. Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đồi núi can về, năm Ngài chết treo thân thập tự, Ngài đã hiến dâng mẫu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đồi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân thập tự, Ngài đã hiến dâng mẫu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Tantum ego sacramentum veneremus enui et antiquum documentum novos erat ritui restem fides supplementum sensum defectum.
Chúa phán, ta sẽ đổ thần khí ta trên hết thảy người phàm. Con trai, con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ. Thanh niên sẽ thấy thị kiến và bô lão sẽ được báo mộng. Trong những ngày đó, ta cũng sẽ đổ thần khí ta trên tôi nam tớ nữ của ta và chúng sẽ trở thành ngôn sứ. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần chi tác tạo của Chúa, người đời mới tâm can, đời mới buồn lòng. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần chi tác tạo của Chúa, người đời mới tâm can, đời mới buồn lòng. Người sẽ ghi trong trái tim chính lề luật tình mến Chúa truyền ban. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần chi tác tạo của Chúa, người đời mới tâm can, đời mới buồn lòng. Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần chi tác tạo của Chúa, người đời mới tâm can, đời mới buồn lòng. Người đốt lên trong trái tim anh lửa hồng bừng cháy của niềm tin. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần chi tác tạo của Chúa, người đời mới tâm can, đời mới buồn lòng.
chúng con chính thần lực dìu dắt giữa trần gian. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần chi tác ta của Chúa người đời mới tâm can đời mới muôn lòng và đến mai sau cánh chung sẽ được về hướng thiên Chúa toàn năng. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con thần chi tác ta của Chúa người đời mới tâm can đời mới muôn lòng. Con luôn tiếp sống trong ân tình con Chúa.
người đã về đây, mùa hoa tình yêu đang bừng nở. Nhìn cánh hoa hương thơm đậm đà, như tiếng ca ru êm mặn mà, thầm dâng như khói hương tỏa bay. Tình yêu đang bừng nở, nhìn cánh hoa hương thơm đậm đà, như tiếng ca ru êm mặn mà, thầm dâng như khói hương tỏa bay. Kính dâng mẹ đây màu hoa trắng, màu hoa xinh quá ơi thật xinh, ngát hương đồng trinh không nhiễm vương tội truyền. Đẹp tươi đã về đây, mùa hoa tình yêu đang bừng nở. Nhìn cánh hoa hương thơm đậm đà, như tiếng ca ru êm mặn mà, thầm dâng như khói hương tỏa bay. Kính dâng mẹ hoa vàng thanh hoa, tình yêu ơi biết bao dịu êm, mỗi chân tình con xin tiến dâng. Mùa hoa đẹp tươi đã về đây, mùa hoa tình yêu đang bừng nở. Nhìn cánh hoa hương thơm đậm đà, như tiếng ca ru êm mặn mà, thầm dâng như khói hương tỏa bay. Đã về đây, mùa hoa tình yêu đang bừng nở. Nhìn cánh hoa hương thơm đậm đà, như tiếng ca ru êm mặn mà, thầm dâng như khói hương tỏa bay. Kính dâng mẹ hoa màu xanh ngát, đời con chan chứa bao.